Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành. Khải rất là vui khi ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Rất là mong muốn chia sẻ tới quý vị những phương pháp chăm sóc sức khỏe mà chúng ta hạn chế tối đa cái việc đưa thuốc vào cơ thể. Chúng ta có thể tác động vào những huyệt vị trong đông y, từ đó thì cơ thể sẽ tự điều chỉnh và tự chữa lành. Trong thời gian qua thì Khải có nhận được những câu hỏi của quý vị nhờ Khải chia sẻ về cái bệnh lý là đau nửa đầu. Thì ngày hôm nay Khải sẽ làm cái video để có thể là chia sẻ với quý vị cách bấm huyệt để cải thiện được bệnh lý này. Và cái phương pháp này cũng đã được rất là nhiều người áp dụng và có những phản hồi rất là tích cực. Hơn nữa, phương pháp này cũng không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Cho nên là Khải rất mong quý vị hãy xem đến cuối cái video để chúng ta hiểu được và tập được cái bài tập này nha. Và trước khi mà đi vào phần nội dung chính, cũng rất là mong quý vị hãy dành ra mỗi thời gian để nhấn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông thông báo để ủng hộ Khải ra nhiều video hữu ích hơn trong thời gian tương lai. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào phần nội dung chính nha quý vị. Bệnh lý đau nửa đầu là một bệnh lý khá là phổ biến, thường là xảy ra ở phụ nữ trong độ tuổi từ 10 đến 45 tuổi. Có thể là chúng ta bị đau nửa đầu bên trái, hoặc là chúng ta sẽ bị đau nửa đầu bên phải, có thể là kèm theo với cái triệu chứng là bị nôn mửa. Và ở một số người thì sẽ có những cái trường hợp như là sợ ánh sáng và sợ tiếng ồn. Hiện nay thì người ta vẫn chưa có tìm ra cái nguyên nhân chính xác khiến cho chúng ta bị đau nửa đầu như vậy. Cho nên cái việc điều trị còn khá là nhiều hạn chế, chủ yếu là điều trị giảm nhẹ. Và với góc nhìn của y học cổ truyền, thì trong giới hạn video ngày hôm nay á, Khải sẽ chia sẻ với quý vị một vài cái động tác, một vài cái bước để chúng ta có thể cải thiện, khắc phục được cái tình trạng đau nửa đầu này. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách chúng ta thực hiện cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ tác động vào huyệt vị quang xung. Huyệt vị quang xung. Huyệt vị quang xung á, là tĩnh huyệt của tam tiêu kinh. Cái vị trí của nó là nó sẽ nằm trên cái ngón tay áp út của chúng ta. Nằm trên ngón tay áp út. Trước đây á, Khải đã từng chia sẻ với quý vị rất nhiều về cái việc là trên tất cả những ngón tay của bàn tay á, đều có những đường kinh mạch đi ngang qua đây. Khải ví dụ như là trên ngón tay cái sẽ có phế kinh đi ngang qua đây. Trên ngón tay trỏ sẽ có đại tràng kinh. Trên ngón tay giữa sẽ có là tâm bào kinh, là đường kinh mạch chủ trị bàn tim. Và trên ngón tay áp út sẽ có cái đường kinh mạch là tam tiêu kinh. Và riêng ngón tay út có đến hai đường kinh mạch là tiểu trần kinh và tam kinh. Thì quay trở lại với cái nội dung của video ngày hôm nay, thì huyệt vị quang xung. Quang xung nha quý vị, Khải có để tên ở phía dưới màn hình đó. Thì nó sẽ nằm trên ngón tay áp út, tức là nó là tĩnh huyệt của tam tiêu kinh, nằm trên ngón tay là áp út này. Và vị trí cụ thể là nó sẽ nằm dưới sát cái móng tay, nằm dưới sát cái móng tay của ngón tay áp út, nhưng mà nó sẽ nằm nghiêng về cái phía là phía ngón tay út này. Đây thì quý vị sẽ thấy này, ngón dưới móng tay nó sẽ có hai phía, một phía là gần ngón tay giữa này là không đúng. Huyệt vị quang xung nó sẽ nằm gần cái phía là cái phía ngón tay út, dưới sát cái chân của móng tay. Đây, nếu mà quý vị không có nhìn rõ thì quý vị có thể là nhìn vào cái hình ảnh Khải có đính kèm. Đó chính là huyệt vị quang xung. Thì Khải xin nhắc lại một lần nữa, huyệt vị quang xung này là tĩnh huyệt của tam tiêu kinh. Là tĩnh huyệt của tam tiêu kinh. Nó sẽ rất là hiệu quả để giúp chúng ta cải thiện được cái tình trạng là bị đau nửa đầu. Ngoài ra khi mà chúng ta tác động vào huyệt vị quang xung này, nó còn giúp chúng ta là cải thiện được những tình trạng như là bị ù tai, bị nặng tai, hoặc là bị sốt cao này, hoặc là bị viêm họng này cũng được. Thế thì sau khi xác định được huyệt vị quang xung này, chúng ta tác động vào đây bằng cách gì? Rất là đơn giản. Quý vị có thể là dùng chính cái ngón tay chúng ta bấm vào. Bấm vào như thế này. Đây. Quý vị dùng cái ngón tay cái chúng ta bấm vào như thế này. Đây. Chúng ta bấm vào một cái lực để chúng ta cảm nhận được có hiện tượng đắc khí. Cái này Khải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Hiện tượng đắc khí có nghĩa là cái hiện tượng mà hơi tê, hơi đau.
khi mà chúng ta bấm vào cái huyệt vị. Tại vì khi mà chúng ta bấm huyệt thì bấm phải có hiện tượng đắc khí này mới mang lại hiệu quả cao. Bấm mạnh quá thì nó không tốt, nó sẽ làm bầm tím cái khu vực này không tốt. Còn bấm nhẹ quá thì tất nhiên là nó sẽ không hiệu quả. Thì quý vị hãy cảm nhận, chính bản thân của mình hãy cảm nhận để bấm vào cái huyệt vị quan xung này, cảm nhận để có hiện tượng đắc khí. Chúng ta có thể bấm giữ trong khoảng 5 đến 10 giây và buông ra, làm lặp đi lặp lại như vậy trong khoảng từ 2 đến 3 phút là được rồi quý vị. Và chúng ta bấm vào huyệt vị quan xung này, xong rồi chúng ta cũng sẽ bấm vào huyệt vị quan xung nằm trên ngón tay áp út của bàn tay phải. Tại vì huyệt vị nó sẽ có cả hai bên và kinh mạch nó sẽ chạy đối xứng cả hai bên, cho nên chúng ta cần tác động cả hai vị trí để mang lại hiệu quả cao. Đó là cái bước đầu tiên mà Khải muốn chia sẻ với quý vị. Chúng ta tác động vào quan xung để là cải thiện được tình trạng đau nửa đầu. Là chúng ta có thể dùng tay hoặc là chúng ta dùng nha ngải cứu quý vị. Nha ngải cứu á, ở nhà nếu như quý vị có trồng á, chúng ta thu hoạch phơi khô và cuốn lại thành những cái điếu và chúng ta thắp đỏ lên, chúng ta hơ gần vào huyệt vị. Đó chính là cái kỹ thuật cứu trong đông y. Còn nếu như mà quý vị ở nhà không có thì liên lạc với Khải để Khải cung cấp. Cái ngải cứu này Khải đã xay ra, phơi khô xay ra, đúc thành những cái điếu như thế này cho tiện trong cái việc là chúng ta cứu vào cái huyệt vị. Thì quý vị có thể liên lạc với Khải để Khải cung cấp. Sau khi mua về nó sẽ có như thế này, nó sẽ giống như thế này, nó sẽ có cái điếu giống như vậy. Cái này là Khải đã thắp đỏ, thắp lên và dùng cho nên nó đã tàn đi. Chỉ còn cái điếu mới là nó sẽ dài như thế này. Chúng ta thắp đỏ lên và chúng ta sẽ cầm như thế này, cầm giống cầm viết vậy đó. Và chúng ta thắp đỏ lên xong rồi chúng ta hơ, chúng ta cứ vào gần cái huyệt vị quan xung này. Cái khoảng cách đó, điếu này cứ với da của chúng ta là tùy vào cái mức độ chịu nóng của mỗi người, nó không có cố định, nhưng mà thông thường thì khoảng là 1 cm. Thì cứ vào chúng ta cảm thấy nóng quá chúng ta lại nhấc ra một tí. Chúng ta cứ cứu như vậy khoảng 5 phút là được. Thì sau khi cứu huyệt vị quan xung trên cái ngón tay áp út xong, chúng ta cứu huyệt vị quan xung trên ngón tay áp út của bàn tay phải. Thì chúng ta đều làm như vậy, làm bằng tay hoặc là bằng ngải cứu. Một ngày chúng ta tác động như vậy khoảng 2 đến 3 lần. Ngoài ra những cái lúc mà chúng ta cảm thấy nó đau nửa đầu, đau âm ỉ hoặc là đau dữ dội, chúng ta lập tức là tác động vào huyệt vị quan xung, chắc chắn là nó sẽ giúp quý vị giảm đau rất là nhanh nha. Cái động tác thứ hai á, Khải muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta sẽ tác động trực tiếp vào cái khu vực mà chúng ta đang bị đau. Thì trong trường hợp cụ thể là chúng ta đang bị đau nửa đầu, Khải ví dụ là chúng ta đang bị đau nửa đầu bên trái khu vực này, thì chúng ta bằng mọi cách chúng ta sẽ dùng những ngón tay này, hoặc là dùng cái lược này, hoặc là dùng những cái dụng cụ chuyên dùng để chúng ta tác động vào khu vực này. Khải ví dụ như là đang bị đau nửa đầu bên trái, chúng ta hơi cong những ngón tay lại, chúng ta sẽ chải như thế này nè. Đó, chúng ta chải từ cái chân tóc phía trước ra đến cái vùng cổ gáy phía sau. Chúng ta chải như vậy. Chúng ta có thể chải một bên hoặc là chúng ta chải cả hai bên cùng một lúc. Không sao cả. Chúng ta chải như vậy hoặc là dùng cái lược, hoặc là quý vị dùng cái dụng cụ chuyên dụng là cái này, là cái bàn chải tiên. Nó sẽ có những cái răng bằng inox như thế này. Để quý vị có 5 hàng răng bằng inox. Thì do là sẽ có 5 cái hàng răng thì cái diện tích đó, tiếp xúc trên cái da đầu của chúng ta nó sẽ lớn, mang lại cái hiệu quả cao hơn là dùng cái lược. Thì chúng ta cầm như thế này và chúng ta chải như thế này, chải trên cái vùng da đầu. Đó, chúng ta chải, chải vào cái vùng mà chúng ta đang cảm thấy là bị đau. Nếu có thời gian chúng ta chải tất cả vị trí trên cái vùng da đầu của chúng ta. Chúng ta chải từ phía trước ra đến phía sau, chải tất cả những vị trí trên cái vùng da đầu. Thì cái việc làm như vậy nó sẽ giúp khí huyết được lưu thông trên vùng não của chúng ta. Đó, vừa cải thiện được cái tình trạng đau nửa đầu này, mà vừa cải thiện được những nguyên lý liên quan đến thần kinh như là thiếu máu não, hoặc là sẽ giúp quý vị phòng tránh tối đa được cái tình trạng là bị tai biến mạch máu não. Cái dụng cụ này Khải từng chia sẻ với quý vị rất là nhiều lần, chúng ta nên có ở ngay trên cái đầu giường của mình. Tại vì khi buổi sáng chúng ta thức dậy, chưa bước chân xuống giường, chúng ta cầm lấy, chúng ta thực tập ngay ngay ở trên giường để mà chúng ta
là điều hòa khí huyết trên vùng não, phòng tránh tối đa được tai biến. Thì ngày hôm nay Khải nhắc lại một lần nữa là quý vị có thể dùng cái lược tiên này để mà chúng ta có thể cải thiện được cái tình trạng là bị đau nửa đầu. Thì cứ đau chỗ nào thì chúng ta chải vào chỗ đó, đau chỗ nào chúng ta có chải vào chỗ đó, thậm chí là quý vị có thể là bôi thêm một tí dầu nóng vào khu vực đang bị đau nha quý vị. Đây, chúng ta có thể dùng một tí dầu Thái Lan, dầu cao, chúng ta bôi một tí vào cái vùng da đầu mà chúng ta đang cảm thấy bị đau, và dùng cái lược này chúng ta chải trên cái khu vực đó, chải từ trước ra đến phía sau. Có thời gian chúng ta chải thêm tất cả vị trí trên vùng não để mà giúp khí huyết được lưu thông. Thì có rất là nhiều quý vị sau khi áp dụng cái cách này thì cái tình trạng đau nửa đầu nó giảm ngay lập tức, quý vị cảm nhận được ngay lập tức. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị thực hiện động tác thứ ba. Ở động tác thứ ba này á, chúng ta mượn cái lý thuyết của diện chẩn, đó chính là thuyết đồng ứng, để chúng ta tác động để mà cải thiện được cái tình trạng đau nửa đầu. Thì cái khu vực mà chúng ta cần tác động vào đó chính là cái đầu của chân mày. Đây quý vị, đây này, đầu chân mày bên trái và đầu chân mày bên phải. Thì theo thuyết đồng ứng thì những gì có hình dáng giống nhau thì nó sẽ có mối liên hệ mật thiết và đáp ứng với nhau. Và chúng ta có thể chữa bệnh bằng cách là tác động vào những cái bộ phận có hình dáng giống với bộ phận đang có bệnh. Thì cái này gọi là cái đầu chân mày. Thì đầu chân mày nó sẽ đồng ứng với lại cái đầu của chúng ta, tại vì nó có cái từ đầu. Thì chúng ta có thể tác động vào cái đầu chân mày này để cải thiện được những bệnh lý liên quan đến thần kinh, đến đầu. Cụ thể là cái tình trạng là đau nửa đầu. Vậy thì tác động như thế nào? Chúng ta có thể là dùng tay, chúng ta gõ như thế này, dùng hai ngón tay giữa quý vị, chúng ta gõ vào cái đầu chân mày như thế này này. Chúng ta gõ một cái lực vừa phải thôi, gõ vào cái đầu chân mày, chúng ta gõ khoảng từ 20 đến 30 tiếng đếm. Chúng ta có thể gõ bằng tay hoặc là chúng ta dùng cái dụng cụ là cây búa gôm gai. Đây quý vị, cây búa gôm gai. Chúng ta dùng cái đầu gai này này, cái đầu mà có 5, 2, 4, 5, 6, 7 cái răng inox này. Chúng ta gõ nhẹ nhàng vào cái đầu chân mày như thế này này. Đây, Khải đang quay cho nên Khải không có xác định chính xác được cái đầu chân mày. Ví dụ như đầu chân mày chỗ này, chúng ta gõ nhẹ nhàng vào. Đó, chúng ta gõ một cái lực nhẹ nhàng, thì chúng ta gõ khoảng 30 cái, rồi chúng ta gõ sang cái đầu chân mày bên trái. Đó cũng là một cái cách để chúng ta tác động vào cái đầu chân mày, hoặc là dùng cái cây giò cầu gai này này. Đây, chúng ta dùng cái cây giò cầu gai này, dùng cái quả cầu gai này, chúng ta lăn vào cái đầu chân mày. Chúng ta có thể là lăn xéo như vậy này, lăn xéo. Đó, lăn xéo, lăn không cần phải lăn dọc, không cần phải lăn ngang. Cứ lăn xéo mà chúng ta cảm thấy nó thoải mái nhất là được. Chúng ta cầm ba ngón tay lăn xéo vào cái đầu chân mày. Đấy, đầu chân mày bên phải, bên trái chúng ta đều lăn cả. Mỗi bên chúng ta lăn khoảng 2 đến 3 phút. Là khi mà chúng ta chữa bệnh bằng cái cách là dùng cái thứ đồng ứng này, thì muốn có hiệu quả cao hơn nữa thì quý vị hãy nhớ là chúng ta hãy nhắm mắt và chúng ta suy nghĩ về cái nơi mà chúng ta đang bị đau á, tức là cái vùng mà đầu mà chúng ta đang bị đau. Trong trường hợp là chúng ta bị đau nửa đầu mà, thì chúng ta chữa ở cái đầu chân mày, nhưng mà cái ý thức của chúng ta là phải suy nghĩ về cái vùng đang bị đau. Tại vì ý là dẫn khí, dẫn huyết và dẫn lực. Cho nên là chúng ta tập trung cái ý thức nơi cái vùng đang đau, thì cái động tác chúng ta thực hành á, nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn. Quý vị có thể áp dụng. Và như vậy thì thông qua video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị ba động tác để giúp quý vị có thể là cải thiện, khắc phục được cái bệnh lý là đau nửa đầu rất là khó chịu này. Hy vọng rằng những cái thông tin Khải vừa chia sẻ giúp ích rất là nhiều cho quý vị trong việc chăm sóc sức khỏe tại nhà. Quý vị có bất kỳ câu hỏi gì có thể đặt ở phía dưới phần bình luận của video, Khải sẽ cố gắng đọc và giải đáp bằng một cái video như thế này. Ngoài ra, muốn mua những dụng cụ chính hãng như là cái lược tiên này, cái lược tiên, rồi cây búa nhỏ này, rồi cây giò cầu gai này, đây những cái dụng cụ mà hỗ trợ chúng ta bấm huyệt tại nhà đó, hoặc là ngải cứu, nha ngải cứu này, cái nha ngải cứu này hiện tại Khải cũng có đang bán sỉ
Những quý vị nào mà muốn nhập số lượng lớn thì phải có một cái giá rất là tốt. Thì quý vị nếu mà có nhu cầu mua những cái dụng cụ như thế này á, có thể liên lạc với Khải thông qua cái thông tin Khải có để phía dưới màn hình, thì sẽ có nhân viên tư vấn và giao những cái dụng cụ này sớm đến tận tay cho quý vị. Nếu bây giờ có thời gian thì Khải xin quý vị dành ra mỗi thời gian để nhắn vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông để bất kỳ khi nào mà Khải ra video mới nó sẽ thông báo đến quý vị đầu tiên và hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.